Kính chào toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Chọn Ai Đây. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện được phát sóng vào lúc 20:30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Và thưa quý vị thân mến, đêm hôm nay quý vị sẽ thấy những bộ quần áo rất là đẹp và có những tạo dài sẽ thước tha trên sân khấu này. Xin giới thiệu tới quý vị thông thả dịu dàng thước tha Hoa hậu Khánh Vân. Chưa bao giờ phai mờ theo thời gian, khả như phong cách ngổ ngáo, chất chơi Duy Khánh. Người bạn cùng lớp đó chính là BB Trần. Xin chào đón nữ nghệ sĩ Buka. Buka không thể thiếu đến là Dương Tuấn Kiệt. Ủa? Đỉnh trang quá trời. Chúng ta chào đón Lê Dương Bảo Lâm. Nó nghe nè. Lên. Chúng ta chờ đón là bây giờ Mạc Văn Khoa. Thưa quý vị thân mến, chúng ta chào đón hai người chơi là Đông Thi và Phương Linh. Say. Wow. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ giao lưu gặp gỡ với cô gái bên tay phải Trường Giang đây. Xin mời. Dạ, con chào chú Trường Giang. Xin chào con. Chào chắc cô chú anh chị nghệ sĩ và các quý vị khán giả ạ. Con tên là Đông Thi, năm nay con 17 tuổi và con đến từ Đà Nẵng ạ. Wow. Đông Thi là 17 tuổi hả con? Dạ. Con cô 12 tuổi, chào con. Công việc hiện tại của mình là gì? Dạ, con làm sáng tạo nội dung trên TikTok ạ. Trên mạng xã hội thì con sáng tạo nội dung theo cái thể loại nào? Dạ, thể loại như kiểu quần áo các kiểu ấy. Thời trang, beauty. Thời trang. Dạ, thời trang, quần áo, son phấn đồ. Dạ. Vậy hả? Bây giờ chúng ta sẽ giao lưu với bạn Nam. Xin mời ạ. Lời đầu tiên em xin chào anh Trường Giang, chào tất cả các anh chị nghệ sĩ và xin chào tất cả các quý vị khán giả. Em tên là Phương Linh, hiện đang là vận động viên ba băng chuyên nghiệp, hiện đang làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc. Dạ, em, em mới xuống máy bay em về ngày hôm qua luôn anh. Vừa về ngày hôm qua và dạ, vào đây luôn. Dạ. Nhưng mà là vận động viên Bia ba băng chuyên nghiệp ạ. Wow.
Wow. Là mình thi đấu cho câu lạc bộ bên đó. Dạ đúng rồi ạ. À là mình thi cho bên Hàn Quốc. Dạ đúng rồi. Xin hỏi mà hỏi hỏi luôn chắc chắn là sẽ nhường cho con gái chơi trước đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Đông Thi thân mến, hãy chọn vị trí đi nào. Dạ con xin phép chọn chú Lê Dương Bảo Lâm ạ. Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm được chọn đầu tiên. Vòng thứ nhất bắt đầu. Yo. Say. Câu hỏi dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Myanmar có loại bột Hanaka truyền thống mà mọi phụ nữ đều tự làm được để chống nắng và dưỡng da. Loại bột này được chiết xuất từ đâu? A. Một loại vỏ cây. B. Một loại vỏ ốc. Và C. Một loại trái cây. Wow, đối với cái kem thì chắc chắn mọi người đều biết em đã trải qua rất là nhiều loại kem và em đã gọi là nghiên cứu. Và sẽ đem xin trình bày một ca khúc về kem ạ. À. Dỗ tay giùm kem. Có gì hay có chúng ta đi ạ. C. Xài kem ta sẽ xài phải kem. Giúp cho da trắng hồng hào mà dễ thương. Kem này trị nám mà tàn nhang, kem kia trị mụn trắng da tức thời. Cái này hơi xét nha. Hơi xét. Cái lần hai là do lấy tông cao lần một. Cao quá, sung quá, vỗ tay nó hơi xét một xíu. Thì nếu về làm kem mà sức lên mà mình sức cái vỏ sò, vỏ ốc thì nó cũng bị ngứa đúng không ạ? Dạ. Đúng không? Tại vì trong sò, trong ốc thì nó có cái canxi trong đó, cũng như là các khoáng chất kẽm đó này nọ. Thì chắc chắn trong đó sẽ có những cái khoáng chất sẽ làm ảnh hưởng đến cái làn da của mình. Thứ hai là gì ạ? Trái cây. Trái cây thì thường thường người ta ăn sinh tố chứ không bao giờ mà nghe mà làm trái cây xức kem. Có ai nghe mà trái cây làm kem vậy? Có mặt nạ, nhiều lắm. Nhưng mà thường thường trái cây nó sẽ là dưỡng thôi. Dưỡng. Chứ nó không có chống nắng này kia, nó là đa số là dưỡng chất. Đúng dạ. Rồi. Em còn nhớ dưới quê em ngày xưa rất là nhỏ là mẹ em là có cái củ trái cây quệ anh. Có cái trái quệ ở dưới đó là cái mẹ quệ sẽ... là trái gì ta? Cái cây bông quệ á chị biết không ta? Cây bông quệ. Ở dưới sẽ có cái củ quệ. Đúng không? Thì khi mà đào lên á thì sẽ có cái củ quệ, mình lấy cái vỏ của quệ đó mình cà ra, mình xức lên da, phải lột da. Yeah. Gọi là trắng tẩy cái lớp sần sùi đó. Yeah. Thì mẹ em ngày xưa làm rất là nhiều. Tẩy dạ đúng rồi. Tẩy thì mẹ làm quá nhiều cho nên mẹ ra nắng bây giờ mẹ bị nám luôn rồi. Thì cái củ quệ là không khuyến khích mọi người xài. Nói gì á? Anh hiểu đang nói gì không anh Lâm? Hiểu ý là anh đang giận chứng em. Dạ. Thì cái củ quệ là không nên xài vì nó nóng nó rát quá. Dạ. Thì ở đây có đáp án là cái vỏ cây. Wow. Nghĩa là người ta sẽ lột cây đó ra và người ta đâm nhuyễn, người ta xay ra và người ta để mà sức để chống nắng và dưỡng da. Đâm nhuyễn rồi xay. Đáp án của em là vỏ cây. À? Vỏ cây. Cây gì ạ? À? Cây wow á. Cây. Wow. Thôi vỏ cây là được rồi. Cây gì thì mình không biết. Tiếng dạ. Địa phương. Tin hay không ạ, à, con gái? Dạ, con chọn tin ạ. À. Vì sao ạ? À? Tại vì cách giải thích của chú cũng logic. Với lại con chọn chú nên là con chọn tin. Thương quá con bé. Ủa vậy là con dọn ai con cũng tin luôn hả? Dạ không. À chỉ là chú Lâm thôi đúng không? Tùy cái thái độ trả lời nữa anh. Đông Thi tin Lê Dương Bảo Lâm là sự lựa chọn. Chính xác. Wow. Bột Tanaka thành phần gồm 98% là vỏ gỗ Tanaka, 1% là peanut ethanol. Tanaka powder có thành phần tự nhiên, độ an toàn tuyệt đối nên có thể sử dụng cho cả trẻ nhỏ như làm phấn rôm luôn. Việc sử dụng Tanaka để dưỡng da có bề dày lịch sử 2.000 năm. Wow. Một dấu X đầu tiên thuộc về Đông Thi. Yeah. Bây giờ là Phương Linh. Dạ em xin chọn anh Mạc Văn Khoa. À. Mạc Văn Khoa. Wow. Làm nghề em ơi. Để được nhận vai Hermione trong phim Harry Potter, nữ diễn viên Emma Watson đã phải làm gì 8 lần? Cái chị mà đóng cái vai đó, chị lớn hơn cái tuổi mà chị đang đóng rất nhiều. Nhưng mà anh nghĩ là tới 8 lần thì có thể là cắt tóc. Có thể là cái nhân vật đó lúc đó tóc đang có thể là đang ngắn hay là tới đâu đó. Thì bây giờ tóc mình lỡ dài quá thì mỗi lần vô nhân vật thì mình phải cắt luôn. Anh nói là tắm 8 lần thì em còn tin chứ giờ cắt tóc tới 8 lần. À không, cái đó cũng cắt em. Cái đó một cái tin đó là có một cái cảnh gọi là hôn cho nên cô ta phải đánh răng 8 lần. Để mà thử tin diễn cảnh đó. Không, Harry Potter không có cảnh hôn nào hết á. Hay là diễn 8 vai. Diễn 8 loại vai hay là sao đó? Ý là em đi chưa vai chưa lần không bé? Đâu, anh đang nói là làm một cái gì đó 8 lần. Phải làm cái gì đó 8 lần mới được nhận cái vai đó.
thì em nghĩ là đang diễn 8 cái vai, 8 nhân vật khác nhau á, hay là diễn xuất cái gì á mà nó phải 8 lần? Casting không? Là casting à? Đúng là rồi. Là cast là một vai đúng không? À, đúng không rồi. Không phải, có nghĩa là nếu mà casting 8 lần thì cũng không có gì đặc biệt cả. Đúng rồi. Bình thường. Bình thường của Hollywood. Có những cái trường hợp gì nè, giống như mình đi ở Việt Nam cũng vậy thôi. Mình đi casting á thì khi mà vào mà cast á, thường thường giống như là mình có sẵn một cái lời thoại của cái nhân vật này rồi. Nhưng mà đạo diễn vẫn muốn mình cast thử thêm 2-3 nhân vật khác coi mình có phù hợp những nhân vật khác hay không. Là cast 8 nhân vật hả? Đúng rồi, anh nghĩ là có thể có khả năng đó. Cái đó là em nghĩ là lạ đấy. Harry Potter làm cho có 8 nhân vật nữ. Có mấy nhân vật à? Một cô nữ là em bạn thân. Em đang nghĩ là chắc là thử xem cái cách mà Hermione leo lên chổi như thế nào. Thử leo lên chổi 8 lần. Cái cách leo lên chổi, đúng rồi, thử 8 lần coi nó phù hợp hay không. Thế là thử vai casting hay thử vai? Em nghĩ là thử vai 8 lần. Thử vai 8 lần. Dạ. Dạ. Xin hỏi Phương Linh, tới đi không ạ? À? Dạ. Cả chung cư đấy, cả chung cư hội tụ về đấy, ra được cái đấy đấy. Nó gọi đấy, cái câu trả lời là câu trả lời tinh túy đấy, thử vai 8 lần. Dạ. Chứ còn em sẽ chọn là tin anh Mạc Văn Khoa. Tin Mạc Văn Khoa là lựa chọn của Phương Linh. Chính xác. Oh yeah. Hay quá, đúng là cao thủ tầng 3 có khác. Đúng là em Long Sinh đã thử vai 8 lần và sau đó thì người ta nhận được rằng cái vai đó nó là sinh ra đã thuộc về cô ấy, lém lỉnh, nhan sắc dễ thương. Và tới giờ nghĩ tới cái nhân vật đó thì người ta về Emma Watson không thể thay thế. Một do thuộc về Phương Linh, xin chúc mừng. Đồng Thi xin chọn vị trí tiếp theo đi ạ. Dạ, con xin phép chọn chị Khánh Vân ạ. Khánh Vân. Khánh Vân. Cô bé 9 tuổi Kaya Aragon ở tiểu bang Colorado, nổi tiếng trên thế giới nhờ khả năng đặc biệt gì? Hình như là cô bé này có một cái biệt tài rất là thú vị, đó chính là cô bé đã dùng những cái mảnh vải vụn á, sau đó sẽ thiết kế và may lên những cái bộ quần áo rất là đẹp. Và nếu như mà đúng là hình như là làm nhà thiết kế thời trang và đã được những một số gọi là nhà thiết kế nổi tiếng dành rất là nhiều lời khen ngợi cho cô bé này. Là may đồ thôi. Dạ, may đồ đó, dùng những cái mảnh vải thiết kế xong rồi may đồ. Chắc chưa? Dạ, nếu mà theo như em nhớ là như vậy, em coi một cái clip thì em nhớ là như vậy đó. Dạ. Đồng Thi, tin đi không ạ? Thiết kế thời trang. Dạ. Tin đi không? Tin ạ. Tin Hoa Hồng. Đây là lựa chọn chính xác. Cô bé Kaya Aragon, 9 tuổi, nổi bật trên TikTok khi chia sẻ những bộ đồ từ sáng tạo và cắt may. Đa số là váy áo dáng suông, màu sắc tươi sáng và được Vera Wang khen ngợi hết lời. Một dấu ít nữa, xin chúc mừng Đông Thi. Yeah. Mời Phương Linh. Dạ. Vị trí chắc chắn sẽ là chị Khả Như ạ. Khả Như. Wow. Chào Linh. Chào quý vị, các bạn giao lưu. Chào Linh. Dạ. Chắc chị sẽ Linh. Cố gắng nha Linh. Thấy không Linh nè. Theo khảo sát 200 bạn trẻ Gen Z, tức là cách mình khoảng mười mấy tuổi đó, họ thích hóa thân thành nhân vật nào nhất vào ngày lễ Halloween? Hả gì? Sao vậy? Sao năm nào anh? Năm nào? Năm nay luôn anh. Khảo sát Halloween vào những dịp lễ Halloween á, con người ta sẽ thường hay hóa thân thành những nhân vật mà mình rất là thích hoặc là mơ ước. Thì như Lâm, Halloween thì Lâm thích làm gì? Em à, hóa trang thành gì? Em để mặt mộc là em cảm thấy là em đã hóa trang rồi. Rồi còn Khánh Vân thích làm gì ạ? Dạ, nếu như mà em á thì em thích được làm những cái người trong siêu anh hùng á. Ví dụ như cái này là kiểu mà đẹp á. Wonder Woman đúng không? Mình quá đẹp. Ê, em cũng vậy á. Còn mẹ em, Khánh cũng vậy đúng không? Dạ, em thích làm chị Tatamu. Hả? Cái gì anh? Hả? Cái chị trong siêu nhân gao. Đúng rồi, chị trong siêu nhân gao. Chị Tatamu mà. Tatamu. Sợ hỏi là chị hát xong rồi chị đứng chị dọc nước á. Em á. Đúng rồi. Em thích, thật sự là em rất thích Halloween mà em thành Bumblebee nè. Hoặc là con Bumblebee á, con siêu nhân màu vàng á. Hoặc là Aquaman. Chuyện kỳ vậy. Ủa chị. Tại vì thật ra con người ta sẽ thích hóa thân vào những cái nhân vật mà có sức mạnh. Mèo, mày biết gì không? Vì dạo gần đây nhà mọi người, đa số mọi người sẽ chọn kiểu cũng là thích hóa thân thành những nhân vật. Nhưng mà có những bạn người ta sẽ không có đủ cái kinh phí để đầu tư, thì người ta sẽ chọn những cái nhân vật ma mà rất là, gọi là dễ thương, rất là nổi tiếng luôn chị. Vô nghe quá quen nè. Annabelle.
và đó và một con nữa là vô diện. Vô diện. Con vô diện là gần những... đây có một con búp bê nữa là con búp bê trong Squid Game. Và cái đợt Halloween vừa rồi mọi người hầu như người người nhà nhà đều hóa thân thành các bạn đó. Và câu hỏi là gì, khảo sát Gen Z là có nghĩa là những người là gần đây nhất Squid Game á. Thật ra đó là mỗi người ở đây, tất cả mọi người ở đây là đang làm nghệ thuật. Nhưng mà những bạn bình thường á, như thấy là kể cả những bạn ở, ví dụ như mình đi ngang một cái chỗ Halloween nào lúc nào cũng sẽ có Batman ha, cũng sẽ có những cái siêu anh hùng Marvel Captain ha, bất kể một nhân vật nào thì Như nghĩ nha, nhất là mấy cô gái hay làm Catwoman thì đó là siêu anh hùng, thì như chốt đáp án đó là nhân vật siêu anh hùng. Ồ, hợp lý. Ở đây nếu mà để anh mà được đi chơi Halloween đó, anh sẽ hóa thân thành một nhân vật Spider-Man. Vì sao ạ? Anh muốn bắn tơ ra. Không ạ, ý là đi chơi á. À, tại vì che mặt hả anh? Nhưng mà anh là siêu anh hùng mà. Không phải biết, không biết mình là ai. Rất là nhiều bộ đồ, thật ra bộ đồ đó nó đơn giản, mặc vô một cái là thành, nó rất là dễ. Theo coi như là 200 bạn trẻ Gen Z sẽ hóa thân thành siêu anh hùng. Tên đi không ạ? Như lúc nãy chị Khả Như cũng có nói là cái về vấn đề mà trang phục nó cũng sẽ rất là dễ. Thì em cũng sẽ nghiêng về cái phương án là siêu anh hùng nhiều. Và cái thứ hai nữa là em trong cái khoảng thời gian, cái độ tuổi đó, em cũng muốn hóa thân thành những nhân vật đó. Và tin Khả Như. Và em sẽ lựa chọn tin chị Khả Như. Tin Khả Như là lựa chọn của Phương Linh. Đây là sự lựa chọn. Chính xác. 20% sẽ chọn hóa thân thành thần chết, 21% sẽ hóa thân thành công chúa, và 22% hóa thân thành zombie, 23% hóa thân thành siêu anh hùng. Đó, có zombie đó. Wow, cũng ngang zombie. Zombie. Một dấu on nó thuộc về Phương Linh, xin chúc mừng. Yeah. Bây giờ tới lượt của Đông Thi chọn vị trí, xin mời con. Dạ, con chọn chị Lam Vĩ Dạ. Lam Vĩ Dạ. Hai con vật nào ở vườn thú Đài Bắc đã phải thực hiện chế độ ăn kiêng luyện tập để giảm cân do quá béo? Có ai biết không ạ? Có ai biết em không? Em nghĩ là con cọp ạ. Không phải con cọp ạ, đó chính là con lười. Cái tên nó vận cho con người nó luôn. Và con lười thì con ơi, con biết con lười không con? Dạ con biết. Con lười nó như thế nào nè? Nó lười đúng không con? Nó lười. Trời ơi chị Dạ diễn con lười này xuất sắc. 2, 3. Con lười là nó rất là chậm chạp. Nó làm gì nó cũng chậm chạp. Nó đi cũng lười chậm lên. Chạp đó. Lười này cũng già phết rồi nhỉ. Nó lười lắm con. Đó cho nên là nó ăn nó cũng không có chịu vận động. Đó đâm ra là càng ngày cái cân nặng càng tăng lên. Và một con thì gần cả 100 kg. Đó. Cho nên là khi mà những cái nhân viên ở vườn thú thấy cái số ký nó tăng lên quá nhiều như vậy thì họ bắt buộc phải làm mọi cách để cho nó giảm cân, để không ảnh hưởng sức khỏe. Bởi vì khi mà nó béo phì tăng cân như vậy thì cái tuổi thọ nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Vì vậy thì các nhân viên ở vườn thú ở Đài Loan họ đã cho hai con lười đó tập luyện một cái chế độ cực kỳ kinh khủng, đó là chạy bộ. Chạy bộ 50 km/h. Mà con nghĩ đi, một con lười bình thường hoạt động rất là chậm mà phải chạy bộ 50 km/h như vậy thì nó sẽ giảm cân rất là nhiều. Lười nào chạy 50 km? Thì đó, 50 km/h đó em. Mà chị xạo chị vậy? Là chạy biết bao giờ mới xong. Chương trình hỏi là hai con vật nào thì con cứ quan tâm đáp án là vật gì thôi. Còn cái chuyện nó tập sao khẽ đúng không? Em phải nó phải vô một cái chế độ ăn rất là kiêng khem, rau củ thôi. Tên đi không ạ? Dạ con chọn tin ạ. Tin là bây giờ. Tin là bây giờ. Không chính xác. Oh. Em nhớ là hai con gấu trúc đúng không ạ? Hai con gấu trúc. Hai con gấu trúc. Hai con gấu trúc. Hai con gấu trúc. Bị béo phì do không ăn kiêng. Oh. Dạ không phải do không ăn kiêng. Béo gấu trúc là một con rất dễ thương, rất xinh, rất đẹp, nhưng là nó không lười, nó lười vận động, lười lắm, biến. Nó lười vận động lắm, lười lắm, nó không làm gì cả ngoài cái chuyện ngồi chị ăn, ngồi ăn thôi. Hết. Ăn hoài thì mập. Con lười cũng vậy mà, tại sao không phải là con lười vậy? Con lười nó lười ăn luôn. Oh. Hai gấu trúc có biệt danh là Yuan Jai và Yuan Bao Do
do lười vận động và ăn uống nhiều dinh dưỡng nên đã được nhân viên ở đây cho ăn kiêng, luyện tập để giảm cân. Gấu trúc cái trưởng thành nặng trung bình từ 105 kg đến 110, nhưng gấu doanh dai chỉ mới 8 tuổi đã đạt tới 115 kg, và doanh bao 20 tháng tuổi nặng đến 70 kg. Doanh dai và doanh bao. Doanh dai và doanh bao. Không chính xác rồi con nhé. Một với o nó thuộc về Phương Linh, xin chúc mừng. Bây giờ là Phương Linh có khả năng kết thúc trận đấu. Cố lên BB Trần. Dạ chắc chắn là anh BB Trần. BB Trần. Cố lên BB. Theo khảo sát 500 người cả nam và nữ, họ thường phải hét lên sung sướng vì điều gì? A. Chơi tàu lượn siêu tốc. B. Tham dự đại nhạc hội. C. Khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn. Và D. Trúng số. Trời ôi, ơi cái nào cũng có khả năng nha anh. Cái nào cũng có khả năng nha. Tàu lượn siêu tốc là sợ không, nha. Cái đó thì là cái đó là hét sợ. Cái đó mình hét là mình hét sợ là nhiều. Chứ còn hét vui ít lắm. Tại ít có ai chịu chơi, cảm giác mạnh lắm. Rồi cái số 2 là cái số 2 là cái gì anh? Tham dự đại nhạc hội. Tham dự đại nhạc hội cũng có thôi. Cũng ý là cũng có nhưng có, mà không phải là tất cả. Không có đa số. Nó nghĩa là nó không tột đỉnh, nó không lên tới đỉnh. Không lên đỉnh. Đúng. Cái thứ 3 là em thấy là khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn. Hợp lý nha anh. Tại vì em đã từng xem mấy cái trận đá của trận đấu của Việt Nam đó, trời hét mà hét đã luôn á, mỗi lần mà vô một cái là la sùm hết. Và cái cuối cùng cũng là hợp lý luôn, trúng số. Nhưng mà không phải ai không cũng nha. Có cơ hội trúng số. Thường trúng số là họ không dám la nha. Đó, sợ. Khánh nói chính xác. Khánh nói rất chính xác. Đúng đúng không đúng. Không phải ai cũng có khả năng trúng số. 1000 người chưa thể nào có một người trúng số không có gì có. Thì làm sao lấy đâu mà khảo sát? Đá bóng á, cho dù không có thường coi nhưng đúng. Mà vô tình xem mà thấy đá vào một cái là la liền. Cho nên em nghĩ cái khả năng cao nhất là bóng đá đó. C á. C. Thiệt em công nhận luôn, em ít xem bóng đá nhưng mà vô bữa nào mà Việt Nam đá đó ha là em la bể nhà luôn á. Vậy em cũng vậy. Nhiều khi mình khóc luôn á. Khảo sát này 500 người này có thể là những người không thích thể thao. Mà ít lắm anh ơi, em thấy là có những không. Lòng tự tôn. Em cũng la, mà em của em cũng không thích bóng đá mà mỗi lần Việt Nam vô là la. Yeah. Nhưng lòng tự tôn dân tộc. Đúng rồi, tự tôn dân tộc nó lớn lắm kìa. Nó là tự hào dân tộc. Nó lớn lắm kìa. Em nghĩ là C á. Em nghĩ là C. Em C. Đáp án cuối cùng là C. 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 Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Đúng rồi, xin. Đúng rồi. Mệt rồi. Xin hỏi Phương Linh tin hay không ạ? Dạ theo em phân tích thì về cái việc mà đáp án số 4 là trúng số thì chắc chắn là không dám nói ra rồi. Dạ. Ví dụ như mà trúng số độc đắc là chắc chắn là không dám nói, ai cũng nói rồi đó. Cái thứ đầu tiên là trò chơi cảm giác mạnh đúng không ạ? Đúng rồi, tàu lượn siêu tốc. Trò chơi cảm giác mạnh thì không phải ai cũng dám chơi. Đúng, đúng luôn. Nhạc hội, đại nhạc hội. Đại nhạc hội thì lại nói chung là đại nhạc hội nó cũng sẽ kén người. Đúng tùy. Rồi. Nó còn tùy. Cũng tùy nữa. Người, tùy. Đừng nghe những lời dụ dỗ đường mật mà cái, bắt đầu chọn sai nha. Cái số 3 là hợp lý nhất. Số 3 hợp lý nhất. Nói trước đó. Ngày xưa em cũng chơi bóng đá thì tin đi không ạ? Dạ em quyết định là sẽ tin anh BB Trần ạ. BB Trần. Đây là sự lựa chọn. Đây là sự lựa chọn. Chính xác, chính xác. Sẽ chọn là tham dự đại nhạc hội, 21% sẽ chọn là chơi tàu lượn siêu tốc, 27% sẽ chọn là trúng số và 30% sẽ chọn là khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn. Đó, Phương Linh là người sẽ đến vòng thứ 4 để đấu với người chiến thắng ở vòng thứ 2. Mình sẽ đấu với vòng thứ 3 với người thua ở vòng thứ 2. Sẵn sàng chưa? Mời quý vị đến với vòng chơi thứ 2. Đây là vòng thứ 2. Chúng ta sẽ có hai người chơi là Đỗ Kim Phúc và Gia Linh. Wow! Kim Phúc! Wow! Wow! Xin chào, mời hai bạn lên đây ạ. Mời bạn gái giới thiệu trước nào.
Dạ em xin chào tất cả các anh chị, chào anh Giang, chào bạn chơi và chào tất cả khán giả. Em là Giang Linh, hiện tại là diễn viên và cũng kinh doanh thương hiệu bò một nắng đặc sản Phú Yên. Có gì mọi người ăn Phú thử. Yên hả? Dạ. Ngon em, lắm nha. Em có đem em tới ăn thử không? Cái này em quên thiệt luôn á. Em trời em mà biết ơi. Chương trình có cho mang lên lại mang thiệt. Sao không cho chương trình nào chẳng có chặn đồ ăn ngoài lên. Không giờ em nhắn ship lên được được hả? Thì bữa sau em ship hết cho mọi người luôn. Hay quá. Dạ, hết rồi. Thường. hết bò rồi nha. Dạ không, ý là giới thiệu xong rồi á. Thử hết bò. Rồi, mời bạn Phúc ạ. Lời tiên nhanh xin phép gửi lời chào tới khán giả anh Trường Giang cũng như là tất cả quý vị quý vị và các anh chị nghệ sĩ. Các anh chị nghệ sĩ ạ. Em hơi bị cuốn một chút ạ. Không sao em. Vâng, em làm về YouTube về bóng đá, về thể thao ạ. Và cũng là một vận động viên về freestyle football, tức là tân bóng nghệ thuật ạ. Wow. Mình chờ đợi gì nữa? Bạn này tham gia với Trường Giang một chương trình rồi. Thể hiện đi. Thôi bây giờ mình biểu diễn một tí nhé, cho mọi người xem. Wow. Mình có nhu cầu biểu diễn chung vai không? Mấy cô áo dài rất là đẹp nè. Em thấy là anh Mạc Văn Khoa là Tân rất là giỏi. Xem TikTok là Tân rất là hay. Thì cái đợt đấy Tân được 188 cái. Wow. Xuống này nào, xuống này nào. Mời Khoa, xuống đi. Thôi thì hôm nay những bộ đồ của em nó lại không có hợp lắm. Được hết. Em hãy làm nở đây. Mặt nở mày như mình. Rồi bây giờ Tân qua Tân lại với nhau trước ạ. Ồ, Tân qua Tân lại. Đó. Hôm nay có rít ở đây là Tân mới rít rồi đấy. Đấy. Đấy, đấy, hay đấy. Quá. Đấy, đấy, đấy. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Em cũng có nghề mà. Ủa chơi, chơi gì dễ vậy? Wow. Vâng, thưa quý vị thân mến, chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Wow. Yeah. Ồ, em chưa được nói gì mà ta. Hả? Em nãy giờ em chưa được chơi mà. Chưa được chơi hả? Tự nhiên tối cái đi về vậy hết trời. Nhưng mà được coi đá bóng. Quả tôi xì nè, 2, 3. Chương trình xin kết thúc tại đây, xin chào và hẹn gặp lại. Chơi rồi đó, chưa được chơi rồi đó. Giờ chơi thiệt nha. Thiệt nha. Vòng thứ hai, xin hỏi ai là người chơi trước ạ? Linh đi chứ hả? Thôi bạn nữ đi ạ. Sao sao vậy ơi? Người ta quấy quánh tù xì. Chịu gái luôn. Ok 3, luôn. 2, 1. Thắng. Đi trước. Ủa nhưng mà thường đi trước lợi hơn hay đi sau lợi hơn? Thắng. Có quyền quyết định mình đi trước hay sao? Thắng. Thắng. Bây giờ mình đi chỗ nào cho nó hợp. Dạ rồi em thấy á. Tin chị em chọn màu đỏ. Anh Lê Dương Bảo Lâm. Yeah. Vòng thứ hai xin phép bắt đầu. Yo. Thưa quý vị thân mến, Lê Dương Bảo Lâm được chọn. Ngay bây giờ là câu hỏi dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Vào năm 1452. Lâu quá vậy, xa quá vậy. Quá thích công nguyện vui đẻ luôn đó. Vào năm 1452, vua James đệ nhị của Scotland đã cấm môn golf vì các binh sĩ mê chơi môn này. Mà sao nhãn việc gì? Vua là cưỡi ngựa đúng không? Vua cưỡi ngựa bắn cung. Vua này cưỡi ngựa bắn quên cung. Quên cho ngựa ăn. Mê chơi đánh góp mà quên luyện tập bắn cung. Tại vì cái chuyện bắn cung rất là quan trọng trong cái thời đó. Tại đi chiến tranh không có súng để bắn, chỉ có cung thôi. Mà bây giờ mình không tập bắn cung điêu luyện thì mình không bảo vệ được đất nước. Lỡ bị tấn công mà không may bảo vệ đất nước. Cho nên mình phải tập bắn cung mỗi ngày. Mà các binh lính đó không tập lo chơi đánh không à. Rồi về rồi mới mốt lỡ mà người ta xâm lược đánh không lại người ta. Không, bắn cung là mới bước vô là đã tuyển bắn cung và cũng tập hàng ngày rồi, cũng như mình diễn hàng ngày, mình quen rồi. Cái là bỏ đói ngựa, tại vì là phải lo những con ngựa. Nhưng mà những người này cứ mãi mê chơi golf, bỏ những chú ngựa. Bình thường là những chú ngựa nha, nhưng mà bỏ đói hoài, các chú thành là chú bê luôn. Đúng rồi, sinh dưỡng. Bỏ đói ngựa. Bỏ đói ngựa là lựa chọn của Lê Dương Bảo Lâm. Gia Linh, tin hay không ạ? Em thấy là cái lý do của chị Buka nói đúng hơn ấy. Lý do nào ạ? Tập luyện á, có nghĩa là tại vì sao lúc đó là sẽ dùng sức để mình đánh góp hết trơn rồi, cho nên là sẽ không có sức để tập luyện. Em không tin, em xin lỗi anh. Không tin, để dùm lầm.
là sự lựa chọn. Chính xác. Yeah. Góp được nhắc đến lần đầu tiên trong bản cấm chơi góp của vua Thêm Đệ Nhị vào năm 1452, khi môn thể thao này đã khiến cho binh sĩ sao nhãng việc tập luyện bỏ bê bắn cung. Đó là đáp án của chương trình. Thế nhưng khoảng 50 năm sau, vị vua Thêm Đệ Tứ đã dỡ bỏ lệnh cấm khi ông cũng không thể cưỡng nổi sự cuốn hút của bộ môn góp. Góp hiện tại là bộ môn quý tộc và rất nhiều người mê. Khi chúng ta thả bước trên những thảm cỏ xanh, chúng ta sẽ có cảm giác khủng khiếp. Đây, kiểu phiêu bồng á. Khánh Vân đã từng trải nghiệm với Trinh Giang rồi. Khi mình bị một stress gì đó, mình sẽ bắt đầu đi đánh góp và mình thả mình ra, quánh bắt đầu đi bộ. Tiếng chim hót, rồi mây trời và cái thảm cỏ xanh mướt đó, nó làm cho con mắt mình rất là dịu. Màu xanh là màu rất dễ chịu trong trong ánh nhìn của mình, đúng không? Một dấu X đã thuộc về Gia Linh. Chúc mừng. Đỗ Kiều Phúc thân mến, hãy chọn vị trí. Em chọn chị Khả Như ạ. Ôi, cảm ơn em. Vì sao chọn chị Khả Như mà không chọn chị khác? À, tại vì em thích màu trắng á. Yeah. Chứ không thích chị Khả Như. Sao á? Thiệt luôn. Nói cái gì vậy? Có những điều sự thật không cần phải nói ra. Ủa anh, là Binh chưa? Tiếp tục chương trình. Vào năm 2011, chuyên gia Patrick McCarthy đã phát minh ra một loại nước hoa mang mùi hương đầy mãnh lực. Đó là mùi gì? Chị dạ, chị thích mùi gì? Chị thích mùi tiền. Dạ, em thích mùi mắm tôm ạ. Em bị nghiện mùi mắm tôm. Theo em nhớ là cái phát minh nó gây sốc, bởi vì cái mùi mà làm cho tất cả mọi người ai cũng bị hết hồn và cuối cùng là người ta thích thiệt. Mùi gì mà dữ vậy chị? Có rất nhiều mùi mà các nhà phát minh dầu thơi phải làm. Đúng rồi, có những chai mà em đã bị bất ngờ với những chai nước hoa rất đắt tiền và nó có mùi xăng. Nó có rất là nhiều mùi lạ. Và cái chai nước hoa đó em nhớ không lầm là như là mùi tiền. Thiệt hả? Chị có chai nào mùi đời không chị? Mùi đời hả? Ra đời đứng nha em, là em sẽ hiểu mùi đời nha. Tại vì em không hiểu là cái tiền á nó sẽ có cái mùi gì, tiền cũ, tiền mới, cái mùi nó khác nhau rõ ràng. Mới mà thơm. Nhưng có tiền mới nó mới thơm. Mà nó thơm là tại vì người ta thích nó, người ta cảm thấy thơm. Chứ nó không phải là một cái mùi thật sự là mang lại cho người ta cái sự quyến rũ. Nhưng mà nó có cái mùi nước hoa, mùi tiền đó thiệt á. Cái tiền á là nó có mùi thiệt cho mọi người. Bây giờ là polymer không nói ha. Ngày xưa là tiền giấy. Vậy. Cái mùi nó ghê gớm lắm. Tết được đổi tờ tiền được lì xì tiền giấy. Hửi liên tục. Ủa, tiền giấy là bằng gì ạ? Dạ là bằng giấy đúng không anh? Bằng gỗ. Một giấy phai ra, in lên thành tiền. Cái mùi đó em nghĩ chắc là cái mùi của gỗ kết hợp. Tiền giấy là bằng cô tông nha mọi người. Vậy thì người phát minh ra nước hoa mang mùi đầy mãnh lực đó là mùi? Mùi tiền mãnh lực. Mọi người nghe cái từ mãnh lực không? Khả năng có thể có hoặc có thể không. Tiền đi không ạ? Cái mùi tiền thì em cũng đang ngửi rất là nhiều rồi. Cái mùi rất là thơm và rất là thích. Nhưng mà nước hoa mùi tiền thì trong đầu em nó thấy hơi mông lung một chút. Thì đấy, nước hoa có nhiều. Không lẽ người ta làm ra một cái chai nước hoa có mùi mãnh lực qua tulip? Tin đi các bạn. À, đáp án cuối cùng của em là em xin lỗi không tin ạ. Chọn một người con gái mặc đồ trắng vì thích màu trắng. Đừng nói nữa, đừng nói vậy mà không tin người ta. Vâng. Lỡ màu trắng này mà đứng đầu hẻm tối thui thì ủa làm em lo lắng. Màu trắng này làm em lo lắng á. Màu trắng này làm em lo lắng. Màu trắng làm lo lắng, làm em lo lắng quá. Và không tin Khả Như. Không, chính xác. Sau rất nhiều nghiên cứu và thử nghiệm, Patrick đã sáng tạo ra một loại nước hoa mới mang mùi hương của những tờ giấy đầy ma lực và gọi là His and Her Money. Đó là tổng hòa mùi thơm của nhiều loại hoa quả, bưởi, quýt, hoa lan Nam Phi, chanh, hoa Hawaii, wedding, hòa quyện với hương của giấy trong các tờ hóa đơn thanh toán. Đó. Cái gì cũng làm được à. Khánh Vân thích nước hoa mùi gì? Dạ em thì em thích những cái mùi giống như là mùi gỗ, những cái nông mùi nó hơi hơi trầm á. Dạ. Khoa thích nước hoa mùi gì? Nói chung là em không có ham mê về nước hoa lắm, nhưng mà em thích cái kiểu nó mạnh mẽ xíu. Nam tính. Dạ. Khánh thì nãy nghe mùi biết mùi gì rồi. Buka thích mùi gì? Dạ em thì thích những cái mùi nước hoa nó nhẹ nhàng, cái nó cứ thoáng qua thôi. Chị em thích, em thấy có vẻ như là em đi hướng đồng cỏ nội tí hả? Dạ nhưng mà chị Bu sẽ nghiêng về cái hướng nó mùi nó hơi ngọt ngọt kiểu con gái chị. Dạ. À Gin thì anh biết rồi. Ủa sao? Gin thì thích cái mùi của em.
Ủa? Tự nhiên thích mũi em. À không phải thì thôi. Đó. Đã vâng em. Anh thầy. Thôi, tiếp tục chương trình. Như vậy là thêm một dấu ít nữa dành cho Gia Linh, xin chúc mừng. Chẳng lẽ cuộc chơi chóng vánh như vậy sao? Nếu như trả lời chính xác tại vị trí của Khánh Vân. Hay quá em Linh. Cố lên. Quá tuyệt vời, cố lên Linh ơi. Câu hỏi dành cho Hoa hậu Khánh Vân. Theo giáo sư tâm lý học Jeffrey Goldstein đến từ Đại học Utrecht, Hà Lan, vì sao có nhiều người lại thích xem clip nặng mùi? Trời ơi, em nặng mụn. Dạ, đây em là một trường hợp. Đây nữa nè. Em thích xem nặng mụn, anh thích xem lấy khóe. Em ơi, Hoa hậu á, đừng có. em kể anh đi. Hoa hậu thì cũng giống một người em thường. Em thấy anh Lâm, em nói được thiệt. Hình ảnh bằng cái gì để cho anh làm cho em. Nói đi, nói lại đi. Dạ. Cắt làm lại nè. Dạ. 2, 3. Em thấy anh Lâm, thấy anh Lâm. Em thấy anh Lâm. Nói đi. Em thấy anh Lâm. Nói vậy là nói xạo á. Nói vậy là người ta đánh giá là em là người ta nói cái gì là em nghe theo đấy đấy. Nói như vậy là mình nói xạo, mình hoa hậu. Tự tận đấy làm đi. Anh thấy em hay móc mũi rồi đó, nói luôn. Em thích xem nặng mụn, thích xem lấy khóe, em thích xem lấy tay. Em có thể nằm coi đến 3 giờ sáng. Em không biết mỗi lần mà em buồn hay là em stress hay là bất kể, nhưng mà em chỉ cần coi cái là em hết anh. Trên đời này chỉ có hai cái mà em coi mà em sẽ cảm thấy em hết stress. Một là nặng mụn, lấy khóe, lấy tay. Hai là em coi mấy cái video clip về búp bê. Rồi con ơi, chị cũng vậy đó, nó dại dã ức chế. Nó ghiền á. Đã lắm. Nhưng mà trong cái quá trình đó thì em thấy có rất là nhiều người bạn xung quanh em, mỗi lần mà đi ngang mà thấy coi, ui ghê quá à. Gì xạo á, về lén lén coi đó. Coi là dính á. Coi là dính. Em không biết tại sao luôn mọi người. Mình rất là thích nhưng con mà sao là mọi người rất là kỳ thị. Yeah. Không có, em có những người bạn, ví dụ như em cũng rất là nhiều, giống như Vân đó, là em có rất là nhiều nick clone đó, thì em sẽ vô những cái hội kín mà những người em mà thích có theo khóe, dõi á. Rồi ngoài luôn thấy cái tay nè, có những hội kín đó luôn á. Đó đúng rồi. Dạ. Có những hội kín là hội những người cuồng xem nặng mụn. Dạ. Anh em có trong cái em có trong nhóm đó, em có trong nhóm đó. Em có một cái group. Dạ, như là em có đặt trên một cái sàn thương mại điện tử á, là nó sẽ có một cái làn da. Đúng rồi, đúng và rồi. Nó sẽ có mụn luôn và em buồn cái em nặng ra vậy. Nó có làn da vậy mà sẽ nặng nặng ra. Cái đó là đồ xả stress rồi. Đúng rồi. Đúng rồi anh. Mình nặng ra hết rồi mình bỏ cái đó mình mua khác hay sao anh? Dạ, nó sẽ có một cái túi bơm. Lại. Đúng rồi. Có một cái túi bơm. 132.000. Vậy sao mình không mở một cái spa chuyên nặng mụn rồi mình làm chỗ vừa nặng vừa làm. Anh hồi đó em cũng tính mở luôn. Em chỉ muốn mở một cái tiệm mà chuyên đi nặng mụn thôi. Chỉ nặng mụn cho mọi người thôi. Tại vì em thích coi em nghiện. Thích coi với thích nặng khác nhau nha. Không, em cũng muốn nặng nữa. Em thôi ơi, tự nặng đã lắm anh. Trời ơi, cái cặp. Nặng chưa? Vì sao? Vậy thì điều đó xảy ra vì sao? Dạ, thì em theo em tìm hiểu thì tại vì mỗi người sẽ có những cái hormone gọi là kích thích. Khi mà càng coi á, thì sẽ kích thích họ cảm thấy rất là sảng khoái, xả stress. Em nghĩ nó là một cái loại hormone mà nó tiết ra trong cơ thể của mình á. Thì nó làm mình hưng phấn, là mình thích coi cái đó. Tại vì có một số người thì sẽ không, tại vì sẽ rất là sợ hay là... Và cảm giác muốn ói. Dạ. Do hormone khoái cảm gây ra là thích điều đó. Dạ. Nên đi không ạ? Em thấy cũng đúng á, nhưng mà như em thì em lại không có thích coi cái đấy. Dạ. Em nhiều người không thích lắm. Tại vì chắc có thể là em không có hormone đi đó. Thì đó em nghĩ là chắc cái hormone nó cũng hợp lý, bởi vì không phải cái hormone nó ở cơ thể nào cũng có thì... Cơ thể nào cũng có hormone đó. Đây giải thích cho nghe. Nếu điều này đúng nha. Hormone khoái cảm thì cơ thể nào cũng có. Vấn đề là chúng ta chấp nhận với sự việc nào nó làm khoái cho hormone nó đúng rồi. Chính xác. Dạ. Có người nhiều người á là cái cà cà cái gì xuống nền nhà kêu ác thì mê. Cái đó. Trời ơi. Có nhiều người sợ. Em bị nổi da gà vô cái bảng á. Em chết liền luôn á. Ôi cho em chết á. Nhưng mà em thì khoái hít mùi đất á. Có nhiều người có những người mùi xăng. Đúng rồi. Em nè, em thích mùi xăng. Cồn 90 độ. Em cũng thích mùi đất á. Trời mưa đầu mùa cái mùi đất nó sọc lên rất thơm luôn. Thôi. Tin đi không ạ? Dạ tin. Tin là sự lựa chọn, nếu chính xác là người chiến thắng. Còn nếu không chính xác tiếp tục cuộc chơi. Và đây là sự lựa chọn. Chính xác. Chính xác. Do hormone khoái cảm gây ra. Nhà khoa học cho biết khi xem clip nặng mụn, cơ thể sẽ tiết ra một loại hormone đặc biệt tên là oxytocin.
Đây là loại hormone có khả năng mang lại cảm giác thoải mái hả hê. Giáo sư Jeffrey Goldstein miêu tả nó cũng tương tự như cảm giác tiêu diệt được kẻ thù. Thậm chí xem nhiều clip nặng mụn còn có lợi cho sức khỏe. Như vậy là Gia Linh hoàn thành 3 dấu ý thằng ngang, là người chiến thắng ở vòng này. Phúc tuy không chiến thắng nhưng còn một vòng nữa để chúng ta tiếp tục đấu với người khác. Và thưa quý vị, ngay bây giờ là vòng chơi tiếp theo. Quý vị thân mến, quý vị đang quay lại cùng chúng tôi với chương trình Chọn Ai Đây. Và đây là vòng thứ 3. Đỗ Kim Phúc sẽ chiến đấu cùng với Đông Thi để xem ai sẽ là người chiến thắng. Xin hỏi ai chơi trước ạ? Vừa xong thì em chắc là em là cái người mà chơi không trả lời được câu nào. Em rất là buồn nhưng mà thôi em vẫn sẽ nhường cho bạn Thi. Đông Thi chơi trước nhé con nhé. Dạ. Hãy chọn vị trí đi ạ. Dạ, một lần nữa con xin phép chọn chú Lê Dương Bảo Lâm ạ. Lê Dương Bảo Lâm. Vòng thứ 3 cho phép được bắt đầu. Yo! Đây là câu hỏi liên quan về bóng đá. Chớ dạ. Rồi, em trả lời bóng đá rồi không được. Có gì em có Đích Phan. Điện Đích Phan cứu anh được không? Đâu, em cũng biết một chút xíu. Ê, về bóng đá không? Anh ơi, anh quên một người đấy. Có kia nữa kìa. Kìa, có gì tư vấn anh nha. Anh cho em đổi câu về Ấn Độ đúng không anh? Ấn Độ đi. Có, có. Có không anh? Cầu thủ bóng đá Ấn Độ. Tức ghê. Cầu thủ Lewandowski. Lewandowski, người Ba Lan. Từng tặng thứ gì cho Hoa hậu Thế giới 2021 Carolina Bialowska để cô bán đấu giá làm từ thiện? Cái trái banh quá ha. Đúng không? Cầu thủ có gì? Cái áo, cái banh nè, áo, đôi giày. Như vậy đơn giản quá. Trái banh. Không, em nghĩ cái phải này là, một... là em nghĩ là áo đấu của Lewandowski. Áo đấu hả? Em thì em nghĩ phải là một cái gì đó đặc biệt. Chứ bây giờ mà áo đấu mấy cái đó thì bình thường. Banh, áo là nó hợp lý nhất. Còn gì của cầu thủ trên người cầu thủ đúng không em? Có ai biết câu này? Tại vì thấy thường em nghĩ là thường là áo đấu đúng không? Áo hoa hậu nè. Bây giờ nếu mà em gặp một cầu thủ tặng cái gì trên người thì em sẽ lấy cái gì của cầu thủ? Dạ, em nghĩ là áo tại vì em cũng đã từng được tặng áo rồi. Dạ. À, tặng áo đúng không? Dạ, thì đó em nghĩ là tặng áo và khi mà mình đấu giá để mình gây quỹ từ thiện thì nó sẽ rất là hợp lý. À, em nghĩ nó cũng ý nghĩa hơn. Vậy dạ. Cái áo cho anh nha. Áo hay dạ. Bơi lên cáo, cáo giặt sạch có chữ ký. Dạ có chữ ký. Trời của ơi, giặt sạch nữa. Không, tại vì mồ hôi nhiều. Áo có mồ hôi kiểu fan thích lắm á. Thiệt không? Thiệt. Rồi, đáp án cuối cùng là áo có mồ hôi kèm chữ ký. Cái gì mà combo dữ vậy? Áo chữ ký được rồi. Áo chữ ký. Áo có chữ ký. Con gái tên gì không? Con thấy nó cũng đúng. Là con chọn Tin. Tin. Đây là sự lựa chọn chính xác. Wow, giỏi quá. Lewandowski tặng cái áo có chữ ký của cậu ấy và banh nữa. Và hoa hậu lấy cái điều đó làm từ thiện giúp đỡ rất là nhiều. À, vâng, em có mới lấy áo anh không? Dạ, dạ lấy luôn ạ. À. Lấy luôn một bộ nha, có cái quần nữa. Mấy em mới làm bê đấu giá vâng. Bán được. Dạ. Vâng. Bê đấu giá vâng. Bán được. Vâng. Không có bị cuốn vừa như không có bị cuốn vừa như hoa hậu đó. Giống như mẹ chồng anh ngồi canh như lắm, ngồi canh khảo sát. Mà lại rồi cuốn luôn cái quần của người ta. Một dấu ít thuộc về Đông Thi. Nãy ba câu về ráng bốn câu. Mời chọn vị trí nào. Mấy trên cao rồi, đi xuống dưới thấp đi ạ. Puka đi ạ. Puka. Câu hỏi dành cho Puka. Sau 28 năm, cô Sarah Cuberson ở Mỹ mới biết được xuất thân cao quý của mình. Vậy xuất thân cô ấy là gì? Mỹ hả? Cao quý, cao quý. Là trong quý tộc. Em nghĩ là cao xuất thân chứ đó chỉ có hoàng tộc á. Con nhà dòng tộc. Công chúa. Đúng rồi, con nhà hoàng tộc á. Hả? Bà là công chúa. Mẫu hậu. À, thật sự câu này quá hết. Nếu mà xuất thân cao quý thì chắc chắn là một cái nhà gì đó phải là giàu có, khá giả. Hoặc là như mọi người nói là trong hoàng tộc. Nhưng mà anh này ở Mỹ hả anh? Yeah, yes.
ở Mỹ. Mỹ thì hãy có trong Nhà Trắng. Trong 28 năm sau thì có nghĩa là cô ấy khoảng 28 tuổi hoặc là hơn thôi, 30 tuổi đổ lại thôi. Tại vì nếu như mà cổ lớn quá thì cổ đã biết xuất thân của cổ rồi. Nghĩa là chắc con của từ đâu đốc hay là Mỹ, nhưng mà có thể là trưởng bang là gì nhỉ? Anh là liên quan. Có thể là con nhà tài phiệt, công nương. Hay là con gái ông bá hộ. Hay là con gái ông bá hộ. Ủa? Ông bá hộ. Không, hay là chị Đại á. Chị Đại đi em. Mời Buka. Thật ra câu này cũng hơi khó, cho nên là chị Đại. Chị sẽ đưa chị ra Đại một đáp án. Chị đóng Đại luôn đi. Dạ không ạ, chị Đại là không đúng rồi, nhưng mà chị sẽ đưa ra một đáp án Đại. Là cô ấy biết mình là bà con với một ca sĩ nổi tiếng. Thân phận là gì? Thân phận là... Thân phận có danh xưng. Thân phận có danh xưng luôn hả? Vậy là dòng tộc hay gì hả? Vậy con. Là cổ phải là... Con của ca sĩ. Thường là trong hoàng tộc, công chúa. Công nương chứ sao công chúa. Nó phải công nương công chúa gì phải chứ. Là công nương, cổ là một công nương. Nhưng mà công nương của cái gì thì em không biết. Đúng. Công nương. Công nương. Thế thì không ạ? Em nghĩ là đây cũng sẽ là một nhân vật mà quan trọng và có quyền lực. Tại vì 28 năm trước thì chắc là cũng phải là một cái nhà quyền quý nào đó. Thì thôi em tin Đại đi ạ. Đằng nào nói Đại thì tin Đại đi. Đáp án Đại tin Đại. Vâng. Tin Buka là sự lựa chọn. Không chính xác, không chính xác. Ủa? Nó không biết rồi. Trời ơi, giờ chị Đại là đóng Đại rồi. Như công nương là vợ của hoàng tử mới gọi là công nương đúng không? Sarah Kilberson sinh năm 1976, chào đời bang West Virginia, là con lai của một người đàn ông châu Phi và một phụ nữ da trắng. Năm 21 tuổi, cô quyết định tìm kiếm mẹ ruột của mình, nhưng nhận được tin bà đã qua đời vì bệnh ung thư 10 năm trước đó nữa. Hiểu tôi đó chưa? Hiểu rồi. Đã. Nghe theo gợi ý bạn bè, cô thuê một thám tử tư với giá $25. Theo Business Insight, người này đã kết nối Sarah với cô ruột hiện sống ở gần bang Maryland, tức là em của ba cổ. Khi gặp mặt, người chú ruột lại gặp thêm một người chú ruột nữa, tiết lộ thân phận thật của Sarah là công chúa của bộ tộc Mende ở Sierra Leone. Là công chúa. Công chúa của một bộ tộc. Trời ơi. Xích đụng. Có nghĩa là cái gia đình này giống như một cái sơ đồ tư duy. Đúng rồi. Hả? Cái câu chuyện nó hơi bị rối rối á. Vậy là người bố là làm gì ở trong cái tộc đó đúng không anh? Chắc là con trai của ông tộc hay là trưởng hay là gì đó. Cho nên cổ là bị thất lạc sau này, cổ là công chúa. Wow. Một dấu ít nữa lại thuộc về Đông Thi, xin chúc mừng. Yeah. Em sắp lập kỷ lục rồi. Ngon. Em sắp lập kỷ lục rồi. Sân bóng thì lâu mà chơi thì nhanh thế nhỉ. Bây giờ Đông Thi sẽ có cơ hội chiến thắng nếu như trả lời đúng ở vị trí Lâm Vĩ Dạ. Yeah. Nhưng hãy khoan, chúng ta tâm sự một lát nào. Mình làm YouTube là mình chuyên về bóng đá là như nào? Là em không chỉ sản xuất những cái video về bóng đá của em, mà ngoài ra thì em làm những cái chương trình về bóng đá cho các bạn cầu thủ. Ví dụ như là Việt Nam vừa đá trực tiếp xong thì là em được quyền phát sóng trực tiếp trên YouTube cái clip đó luôn. Rồi mình có tổ chức outdoor những chương trình gì về cuộc thi này thế nọ không? Có, em cũng làm rất là nhiều cuộc thi về freestyle football và những cuộc thi về cho các bạn trẻ chơi ạ. Để tìm ra những cái bạn mà xuất sắc để đi thi thế giới ạ. Thế thì mình đã có những cầu thủ ở Việt Nam mình những cái bạn mà về những cái freestyle này mà gọi là có tên tuổi gì trên thế giới không? Như em thì ngày xưa là em được vô địch châu Á về freestyle. Vô địch châu Á. Dạ. Thì em là người đầu tiên Việt Nam vô địch. Hiện tại thì các bạn trẻ thì cũng chưa có ai đạt được thành tích này, nhưng mà cái lứa bây giờ hiện tại thì cũng có khoảng 2-3 bạn rất là ok. Thì đợt này trong tháng 8 tới thì em sẽ đưa các bạn sang châu Âu để thi thải thế giới ạ. Hy vọng là sẽ mang cái giải thưởng cao quý. Dạ. Và chúc cho công việc ngày càng thành công. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Bây giờ là Đông Thi, hãy chọn vị trí. Chắc chắn sẽ chọn. Dạ, chị Lâm Vĩ Dạ. Lâm Vĩ Dạ. Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học Jenny Parker, giữa phụ nữ và đàn ông từ 18 đến 25, ai là người hay gặp ác mộng hơn? 18 đến 25 có thể ở độ tuổi đó là chưa kết hôn đâu. Bởi vì nếu mà kết hôn thì chắc chắn phụ nữ sẽ có nhiều áp lực hơn và sẽ gặp nhiều ác mộng hơn đàn ông. Bởi vì áp lực con cái nè, áp lực gia đình nè. Còn nếu mà sau 25 á em thì... nói sao?
nhiều khi đàn ông còn nghĩ là lấy vợ là một cô gái mộng rồi. Không anh, đừng có nói vậy. Ủa vỡ vậy? Mộng sau hôn nhân là phụ nữ vỡ nhiều hơn. Bậy trai. Vỡ mộng sau hôn nhân không liên quan tới đàn ông hay phụ nữ. Nó do là cuộc sống thôi. Không, do mỗi cá nhân họ suy nghĩ thôi. Giống như phụ nữ hay lúc nào cũng nói là tại sao khi mà cưới về anh khác anh không còn lãng mạn như lúc mới yêu nữa. Đó là gọi là vỡ mộng chứ gì nữa anh. Mà em thấy thì phụ nữ nha, thường thường ở độ tuổi 18 với 25 là thường thì sẽ mơ mộng nhiều hơn là ác mộng. Đúng. Và ở độ tuổi này thì thật sự, để em nhớ lại, em tua lại coi cái lúc ở cái tuổi này thì em có gặp nhiều ác mộng không ta? Hình như là không mà, hình như là không. Em nghĩ là ở cái độ tuổi này em kết hôn năm 10, năm 20 tuổi. Mười mấy chị đó, mười mấy. Không, kết hôn năm 20 tuổi. Nhưng mà em thì em kết hôn năm 20 tuổi và ở thời điểm đó thì em cảm thấy là em ngủ rất là ngon. Em không phải gặp nhiều ác mộng, sau này mới gặp nhiều hơn thôi. Thì thời điểm đó em để ý là em thấy là anh Đạt nửa đêm ngủ thấy giật mình lắm. Hay giật mình và hét thất thanh. Tại sao tôi thấy nhỏ này đôi khi là vậy luôn. Em cũng đồng tình với chị Dạ một cái là đúng không? Thường thường á là cái độ tuổi mà 18 đến 25 á là con trai nha. Con trai nó sẽ đi kiếm việc làm này kia và sẽ bị dễ bị áp lực về công việc, về cuộc sống nhiều hơn là nữ. Đúng rồi, tại vì lúc đó mà không có tiền thì khó mà có đúng bạn rồi. Gái được. Đúng mà rồi, đúng đó rồi. Là độ tuổi yêu đương nữa. Dạ. Đúng không nào, đúng không? Mọi người có nghe cái bài hát đêm qua em nằm mơ mơ thấy anh lìa xa cõi đời, là bà đó mới hai mấy tuổi. Dạ. Thôi nhưng mà độ tuổi nào thì cả phụ nữ đàn ông người đều cũng rõ ràng cái tính cách ấy thôi. Em nghĩ là phụ nữ ấy, kể cả từ 18 tới 50 thì chắc là phụ nữ cũng sẽ nhiều hơn theo nghĩ thế. Bởi vì người ta lo nghĩ nhiều, ta nhạy cảm mà. Phụ nữ á. Phụ nữ hả? Phụ nữ hả? Nữ. Chắc không? Chắc không? Chắc. Ở đây em là phụ nữ mà chị không tin em. Ở đây nhiều người chọn phụ nữ quá. Thôi được rồi, bây giờ em sẽ nghe theo số đông của mọi người ở đây. Em sẽ chọn là phụ nữ sẽ gặp ác mộng nhiều hơn ở độ tuổi từ 18 đến 25. Đến đi không ạ? Dạ, thiệt ra con cũng chưa có tới tuổi nên con cũng con biết. Tuổi? Mới 17. Mới 17 á. Trời ơi. Còn năm nữa mới tới tuổi. Con chọn tin chị Dạ lần nữa ạ. Tim, làm đi dạ một lần nữa. Vì sao Tim? Năm 17 tuổi bây giờ thì con cũng hay gặp ác mộng khi ngủ. Tuổi ăn tuổi lớn gặp ác mộng gì? Con dạ. Thấy gì? Thấy gì, thấy gì? Thấy gì đâu ác mộng đó? Con thấy mấy cái, tại vì con hay thích xem phim kinh dị á. Thích xem phim kinh dị á? Có đó đáng nha, có đó đáng nha. Xem phim kinh dị chi vậy? Tại vì con thích xem phim. Thích cảm giác sợ đúng không? Dạ. Ngộ à? Thích phim ma là đều sợ ma hết á. Dạ đúng rồi, em vậy. Em cũng thích phim ma lắm. Nhưng mà vẫn muốn xem. Đúng, em xem. Tin, làm gì ạ? Dạ. Là lựa chọn. Chính xác. Wow. Như vậy là Đông Thi sẽ mang về giải thưởng từ chương trình là 6 triệu đồng và Đỗ Kim Phúc mang về tiền thưởng của chương trình là 4 triệu đồng. Hình như là chơi lần không đầu có tiên, dấu. Lần đầu tiên luôn á. Và ba dấu hai vòng chưa có một dấu nào. Cái gì? Sao vậy? Kỷ lục lại là kỷ lục. Kỷ lục nữa rồi. Đây là người luôn kỷ lục. Đúng là người đã từng đoạt giải nhất của châu Á. Và game này ở châu Á cũng chưa có ai bằng mình luôn. Dạ. Cảm ơn chị đã giúp em được lập kỷ lục này ạ. À. Hay quá. Em sống cứ lạc quan như vậy nha. Vâng, em thấy rất là vui, thật sự vui lắm. Yeah. Nhưng mà chỉ chơi game thì mình thua thôi, chứ còn đi thi đấu thì thắng nha. Vâng ạ. Nhớ nhớ dùm. Cái nào là sở trường của mình thì mình sẽ thắng á. Còn bộ đây làm gì? Yeah. Cảm ơn bạn. Và ngay bây giờ là vòng cuối cùng của chọn ai đây. Thân mến, đây là vòng thứ tư của chúng tôi và Gia Linh cũng như Phương Linh sẽ tìm ra người chiến thắng đến với vòng đặc biệt của chương trình. Ai là người chơi trước ạ? À? Em ạ. Mời Gia Linh hãy chọn vị trí. Lại một lần nữa em xin chọn anh, đây Dương Bảo Lâm. Trời ơi, vị trí tuyệt vời ạ. Trời ơi, vị trí quá tuyệt vời. Mặt tiền nở hậu gần công viên
gần trạm xăng, gần bệnh viện. Hai bên là dãy nhà trọ không có ai thuê. Vòng thứ tư bắt đầu. Kem ốc quế được phát minh trong hoàn cảnh khó đỡ nào vào năm 1904 bởi một người bán kem? Ha, ốc quế sầu riêng. Ủa, ốc quế sầu riêng là ở nước ngoài hả? Ở nước ngoài. Kem xoắn Việt Nam mình kem ốc không? À, là cái kem nó sẽ nằm ở trên cái cây cây cái bánh. Cái bánh mà Việt Nam mình là có kem với lại cái gì bánh mì. Bánh mì vô cũng ăn được. Ốc quế đó có thể là từ bánh kẹp, có thể là cái từ cái bánh xốp nữa. Và cái câu chuyện là hai người yêu nhau một ngày nọ thì các anh chàng đã mời cô bé đó về. Dạ. Và hỏi là bé ơi, em thích ăn cái gì nè? Ăn nhiều cũng được. Ăn nhiều cũng được, hay bây giờ em ăn cái gì? Ăn lẩu văn chiền. Chị vô cái kem đi con, kem thoại chị được. Chị lẩu quá, từ nào em mới vô cái kem. Xin lỗi. Em đổi gì? Cứu anh được một cái. Đổi người đi. Ở dưới mình là gì? Romeo và Juliet. Ok. Tăng 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 tăng. Đàn cho. Tăng tăng tăng. Ủa mình hơi ngược vị trí nhau đúng không? Tăng 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 tăng. Ai đưa lối cho nàng tới đây? Kem sầu riêng. Chờ anh một xíu. Thế là anh ta chạy vô nhà và bắt đầu lấy đường, sữa, trứng cũng như là vani, bắt đầu chế cái loại kem và anh ta bỏ tủ lạnh. Nhưng mà đang lúc mà hối thúc. Sau khi mà làm kem xong thì anh ta mới lại cái sàn của mình để lấy những cái ly để mà có thể bỏ kem vô. Yeah. Nhưng mà vô tình mà chạy lật đật, anh ta va vào cái chân bàn, lập tức tất cả các ly ở trên bàn đổ cái xoẻn. Một cái xoẻn thật là thật. Kem sau đây không có cái ly thì làm sao bỏ cái kem ra? Bây giờ móc cục kem chọi xuống cô gái thì kỳ. Đúng rồi, người ta tưởng kem trộn không ăn đúng không? Kem là phải có cái gì đựng đàng hoàng. Thế nên anh ta lo lắng quá, anh ta chạy lang thang ở đường Paris. Đúng rồi, anh ta chạy lang thang trên con đường Alexander Road. Anh ta chạy biết bao nhiêu ngã tư và bao nhiêu ngã ba. Gặp bà Barbara. Bà tập quán. Thế anh ta chạy vô Barbara, welcome Barbara. Can you help me? Vô bán lại gì qua đây? Bye. Ly là gì? Cup. You give for me a cup. Bán là sale chứ, bán là sale. Bán là sale lộn, sale. Give for me a cup. No cup là bà không có. Rồi anh ta buồn quá. Chạy tiếp. Và vô tình va phải vào anh bán bánh. Anh bán bánh gì? Peter Chen. Anh bán tất cả các loại bánh luôn. Bánh gì kể cho anh cái? Bánh bò, bánh tiêu, bánh mèo. Vâng. Và tự nhiên ở trong cái bánh đó có một cái bánh hình cái quặng. Cái vẹo. Thì anh ta bắt đầu lừa những cái bánh bò có thể bỏ kem được hay không? Không. Bánh bèo có thể bỏ kem được hay không? Không. Bánh xèo có thể bỏ kem được hay không? Không. Với lại ở cái đường mà Alexander Road ta không có bán bánh xèo. Đúng rồi. Thì anh ta thấy cái quặng thấy hay ho quá, anh ta mới cầm cái quặng chạy về. Anh ta mới múc cái kem đó bỏ vô cái vẹo hồi nãy. Cái vẹo. Và thấy là rất là tiện lợi, không cần cái ly, khi mà mình ăn kem mình ăn luôn cái bánh. Kể từ đó có kem ốc quế. Đáp án cuối cùng là không có cái ly. Không có ly đựng kem. Tên đi không ạ? Nhức đầu quá đúng không? Em không biết. Nhưng mà cái giờ nên tin hay không ta? Em thì nhớ là do hết ly á, cho nên là phải lấy cái bánh đó. Đúng rồi, là do hết ly. Hết ly. Chứ không có cái ly là nó có giống không anh? Hết ly không có ly cũng được. Hết ly là không có rồi. Thôi nói chung mình đi người đầu tiên mà mình không được cũng có mất gì đâu. Quên. Dẫn hết mẹ rồi. Người ta được giấu chính giữa là coi như là đường thắng là 70% đó. Trời ơi. Hay đi. Em tin anh. Tin Lê Dư Bộ Lâm là sự lựa chọn. Năm 1904, tại hội chợ thế giới St. Louis, chủ quầy kem đang bán thì bị hết ly nhựa. Người bán bánh quế đứng gần đó đã giúp Agnon bằng cách tận dụng số bánh kẹp còn thừa để làm vật đựng cho khách.
anh chủ xe kem đã cuộn bánh quế thành hình nón rồi cho kem vào. Sáng tạo này được rất nhiều người ưa chuộng vì có thể ăn cả kem và cả vỏ bên dưới, nổi tiếng luôn. Cái chỗ này là hình như là Khả Như đi với anh rồi nè. Ủa sao chỗ này Khả Như cũng đi với anh vậy, anh không cho em đi? Mỹ chỗ nhiều. Này là thuộc Missouri, cái bang mà có cái cổng là Gateway Act, cái cổng mà cao thì cao, hiện tại là cái cổng vòm cao nhất thế giới á. Dạ. Bằng em nhớ thép, rồi. Bằng thép và chống va đập, chống tất cả mọi thứ, kể cả động đất hay là bão tố luôn á. Nơi đây là bán kem nổi tiếng nhất thế giới, là chỗ này rất là đặc biệt, nổi tiếng lắm. Một dấu ít dành cho Gia Linh. Yeah. Bây giờ là Phương Linh, hãy chọn vị trí. Dạ, em xin chọn anh Jin Tuấn Kiệt ạ. Jin Tuấn Kiệt. Một võ sư người Pakistan đã lập kỷ lục thế giới bằng việc dùng đầu đập vỡ 155 trái gì? Sầu riêng. Theo như em có biết là tại vì anh này á là gốc nhà ảnh trồng rất là nhiều dừa. Dừa. Em trường lộn Bến Tre nha em nha, quê Hải Triều em ơi. Bến Tre hả? Không, nghĩa là cái khu vực ảnh trồng rất là nhiều dừa gần biển mà anh có mấy trái dừa đó. Cái em một hôm là ảnh muốn lập một cái kỷ lục để cho tất cả mọi người phải biết đến cái quê hương của ảnh. Ừ. Đó, kể từ đó là ảnh quyết định là lấy trái dừa ra ảnh đập bể trái dừa để quảng bá quê hương của ảnh là có rất là nhiều dừa. Trái dừa mà nhưng mà có tách vỏ chưa? Là cái còn nguyên luôn á. Thiệt luôn hả? Luôn, đúng rồi. Tách vỏ rồi chứ sao được nguyên tươi trái. À, hay là dừa xanh hả? Nó bằng sơ mà sao mà bể được? Kỷ lục thế giới mà. Kỷ lục thế giới nếu mà. Nếu mà dừa xanh thì đập nổi nha, tại vì đúng trái rồi. Dừa xanh mà ở trên mình hái mà mình bỏ nó xuống luôn á, không có ai hứng á thì nó bể. Còn trái dừa khô thì nó không bể, thì trái dừa xanh thì có thể. Dừa khô mình đập vẫn bể chứ? Không, ý là ở bể đầu á. Bể đầu á. Bể đầu á. À, thì nó... không, nhưng mà ở Việt Nam mình có mấy anh cung phu á, mấy anh cũng cầm cái đó để đập vào đầu á mà nát. Đúng rồi. Trời ơi, ở Việt Nam mình cung phu còn lấy ngón tay chọc lủng trái dừa được mà. Đúng rồi. À, hay quá anh ha. Có những cái trường hợp là đập trái dừa hấu nữa, nhưng mà đập trái dừa hấu thì hấu thì bình thường quá. Dễ hơn. Trái dừa hấu là người ta tính thời gian. Dạ. Cái này nó dễ, cái này nó khó hơn. Trăm năm cái này trái mà. Trăm năm trái. Dưa hấu thì quá bình thường. Dưa hấu em đập bể được luôn á. Đúng rồi, dưa hấu là tính thời gian. Ví dụ 30 giây thì đập được là 90 cái trái như vậy. Bữa em tự đập đầu vô trái dưa hấu nhức đầu 2 ngày. Dạ, thầy có trái dừa để chị có thể diễn tiểu phẩm gì đập trái dừa thì thì như. Ủa sao có trái dừa đem ra diễn hoài. Em diễn hoài vậy. Vô tình trúng trái dừa thôi. Rồi, như vậy là đập vỡ 155 trái dừa là đáp án của Trinh Tú Kiệt. Xin hỏi Phương Linh tin hay không ạ? À? Em sẽ chọn là không tin ạ. À. Không tin. Không tin là sự lựa chọn. Chính xác. Wow. Sao mà vô lý vậy? Diễn mà cười cười là người ta nghi rồi. Nó tự tin lên. Sao sao? Đáp án là gì ai biết ạ? À? Không biết anh ơi. Dạ. Đó là quả. Ốc chó. Ốc chó. Đau. Đau á. Chó làm đau. Tại nó quá mẻ. Nó cứng lắm. Ốc chó mà phải cắn chứ ta. Phải cắn. Có nghĩa là cắn không được ấy. Đau. Vừa cứng mà chúng ta phải canh là đập tới đâu là vừa đủ bể. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhiều khi nó nát luôn. Mà nó nát. Cái ốc chó nó có cái khía. Phải đúng cái vị trí nó mới bể được. Thì đó là kỷ lục. Trong vòng 1 phút 155 quả nha. Wow. Đâu à? Nãy em không nghe cái 1 phút đấy. Đâu có, nãy đâu có nói đâu mà nghe. Đáp án mới có. 1 phút hả? Là 60 giây là ông phải chọn đập trái khác nhanh rồi. Hơn. Nói chung là một dấu o thuộc về Phương Linh. Xin chúc mừng. Chúc mừng. Rồi, Gia Linh. Chắc em phải chọn chị Khả Như đúng không ta hỏi? Đúng rồi em. Đúng rồi, em chọn chị chứ. Khả Như phải không ạ? Em chọn chị Khả Như. Khả Như, vòng trước sự lắm nha. Hòa sĩ Satoshi Murakami đã bắt đầu cuộc sống du mục khắp đất nước Nhật Bản từ tháng 4 2014. Trong suốt 7 năm đó, anh luôn mang theo vật gì đặc biệt? Họa sĩ đi vòng vòng thì những thứ có thể mang theo. Đi phượt đúng không đi chị? Đi phượt đó. Cái cọ. Ba lô nè. Túi ngủ nè chị. À, ba lô túi gò mên, bình nước, kem chống nắng, áo mũi. Nè đi nuôi vợ đẻ hay gì không, mà phải liệt kê ra đi. Bây giờ mình chọn cái nào nó hay ho nhất chứ. Em đang hỗ trợ chị mà. À rồi chị cảm ơn. Tiếp tục nào. Một chiếc xe cà tàng, một con vật nuôi chẳng hạn. Chó. Chó mèo. Một cái lều không chị? Một cái lều. Lều là phải có rồi, đi là phải có cái lều chứ. Em không? Nghĩ là anh này anh sẽ đi bằng một cái phương tiện gì đó mà giống như là mobile home luôn á, là ở trên đó được luôn. À những cái chiếc xe mà. Đúng rồi, cái xe dạng như nhà luôn vậy đó. Những chiếc xe Ford ấy đúng không? Ngừng lại cái mình xây cái lều trên cái lều em chị thấy rồi đó. Đi rồi đó. Mà cái này là cái mà, cái này câu hỏi là cái luôn á. Cái gì thôi? Cái gì á? Dạo gần đây nghe lướt thấp á, như có thấy một cái này rất là hay mà người ta có thể mua bán trên các trang mạng, các sàn mua bán luôn.
đó là cái nhà di động. Nghe lạ ha. Cái nhà di động là tới đó lắp ráp lại thành cái nhà được luôn. Anh nói bằng đúng rồi, nó bằng đúng cái tông cứng. Và người ta chở bằng chiếc xe bán tải nhỏ, thì cái xe đó chỉ cần để lên xe đó rồi chở tới nơi rồi mình sẽ thành cái nhà di động được luôn. Hoặc là cái nhà, cái xe bán tải đó được làm thành một cái nhà di động luôn, là ổng dừng bất kể chỗ nào thì chỗ đó cũng thành cái nhà của ổng được. Đúng rồi. Tiền quá. À, vậy là nếu như mà mình đưa đáp án đó là nó có cả cái xe trong đó luôn rồi đó. Không, mà chưa đâu, em còn nghe nói là cái thông tin là ở bên Nhật thì người ta có làm ra những cái nhà di động là người ta có thể xách nó trên vai đi luôn. Đúng rồi. Là đó, mình xem á. Để lên để người ta đi là di chuyển luôn á. Vậy chắc đúng cái em nghĩ là anh BB nói đó đúng nhờ. Là cái nhà di động á, có thể là lạ với mình thôi nhưng mà ở bên Nhật nó rất là bình thường. Lựa chọn cuối cùng. Dạ, đó là cái nhà di động. Nhà di động tin hay không? Em tin á. Tin. Dạ. Hồi ngày xưa em học ngành văn hóa là em học về đất nước Nhật Bản á, thì em cũng biết là Nhật Bản là một trong những cái đất nước mà sáng tạo ra những cái công cụ mà phải nói là tối giản và thông minh đến nỗi mà những cái nước khác đôi khi người ta còn cảm thấy nghi ngờ ấy. Cho nên em nghĩ khi mà nói vậy em cảm thấy bị thuyết phục nên em đã tin chị. Đây là sự lựa chọn. Chính xác. Ngôi nhà thủ công này cao 1m2, dài 1m7. Mà vừa ngủ chiều rồi. Chiều ngang 1m. Vừa một người. Nhà được lợp bằng ngói. Có ngói luôn hả? Cửa chính có khóa, cửa sổ và một bảng tên. Cùng với ngôi nhà nhỏ tự làm Murakami mang theo vài bộ quần áo dự trữ, túi ngủ trong ba lô. Trời. Wow. Đi. Lợp ngói luôn. Tưởng bằng cái loại giấy mà nó không thấm nữa chứ bằng ngói luôn ha. Bằng ngói. Và một chút ít nữa thuộc về Gia Linh, xin chúc mừng. Chắn liền. Mời Phương Linh hãy chọn vị trí. Dạ, chắc chắn là vị trí của Hoa hậu Khánh Vân. Khánh Vân. Dạ. Theo khảo sát 200 bạn nữ. Dạ. Họ sẽ làm gì khi cùng xem phim nhiều cảnh lãng mạn cùng bạn trai? À, với câu hỏi này thì người đầu tiên xin được phỏng vấn trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là chị Buka. Sao em? Hỏi cô gái của em, chị hãy cho em hỏi là nếu như chị xem phim cùng với bạn trai của chị, khi mà chị thấy một cái cảnh lãng mạn, tình cảm, thì chị sẽ làm gì mặt với trước người yêu của mình ạ? À? Mặt trước đi. À, ngoài cái chuyện xem phim ra thì chị thấy ở trong đó nhân vật chính hai người đó làm gì chị làm đó. Wow. Lãng mạn mà, có nghĩa là sẽ nắm tay nè, sẽ hôn nè. Dạ chị Khải Như, người chị của em, chị có thể cho em xin một ý kiến được không ạ? À? Gần đây nhất chị cũng mới xem một bộ phim lãng mạn và chị cũng post story. Dạ. Và tới những cảnh lãng mạn cái chị nói ghê xuống. Ghê. Hả? Ghê sao? Ghê buồn quá vậy. Ghê là sao chị? Thiệt, gần đây là em coi với trợ lý em gần đây luôn. Thiệt. Tại sao lại kỳ thị với những cảnh lãng mạn? Tự nhiên cái em thấy, trời ơi em thấy ha, tại vì cái phim đó đáng lẽ là hai nhân vật chính hôn nhau nhưng mà hai nhân vật phụ là chiếm spotlight bởi vì hai người đó hôn nhau và ABCD với nhưng nhau mà trước luôn. Tại sao mình kỳ thị, mình thích xem cho kỹ vô chứ? Biết là bị dại phản ứng sao không? Tự nhiên á, em coi tới đó em nổi da gà, em ghê ha, ghê ha xuống, ghê ha. Biết là bị dại coi với cảnh lãng mạn mà, đó, là bị dại phản ứng sao không? Sao? Sao dạ? Chưa tới. Chị dạ thấy sao chị dạ? Chị đó nãy anh Giang nói đó. Chị chưa đó đủ. Chưa đủ. Cái nó lãng mạn sâu dạ. Hơn. Đúng dạ. Rồi, tại vì chị dạ nếu mà coi mấy cảnh lãng mạn giống như phim của chị Khải Như xem là chắc chắn là cầm chổi đi quét nhà. Dạ. Anh thấy mỗi lần mà tới cảnh mà lãng mạn hay là một cảnh mà hú lên là mấy bạn nữ nha là gì nè, ôi ghê quá, che mắt lại, che mắt lại, che mắt lại, mà hãy che lỗ mũi không à. Lựa chọn cuối cùng là dạ thì như anh BB nói là mọi người sẽ hay có thể hiện những cảm xúc thì nó là một cái sự như là bàn luận hoặc là che mặt nhưng mà ngại ngùng á, ngại ngùng xong là che mặt rồi xong là thể hiện cảm xúc á em. Vậy người ta có cái câu rất là hay đó là câu gì nữa đấy. Câu là phải đốt, hay nha. Biết thì thưa thì đốt, không biết dựa cái cột mà nghe. Câu gì? Câu gì em hả? Câu gì? Câu giờ hả? Câu giờ. Thấy câu giờ rồi đó. Hay mà cái câu là khi mà xem phim với người yêu những cảnh lãng mạn, con gái hay chèm mặt. Dạ thì em sẽ chốt là sẽ bàn luận, bình luận về cái phim đó. Xin hỏi tin hay không ạ? Không tin ạ. Không tin vì sao ạ? Vì theo em nghĩ phụ nữ họ khi họ xem đến những cái cảnh tình cảm đó họ sẽ thể hiện cái cảm xúc của họ ra bên ngoài nhiều hơn. Trời ơi. Là nhà quá liền. Là con trai đó đã bắt đầu.
giống như khi với những người phụ nữ họ dạng dĩ một chút xíu thì họ sẽ thể hiện cái đó với người bạn trai của họ. Sao mà dạng vậy ta? Thôi em nghĩ tại vì trong đầu em suy nghĩ đơn giản ở phim lãng mạn là nó thật sự cái cảnh đó nó lãng mạn chứ đâu phải là cái cảnh đó 18 cộng hay gì đâu. Có lãng mạn hay có. Thì ý là như vậy thôi nhưng mà mình không nghĩ sâu hơn á. Lãng mạn thôi. Thì đúng thường rồi. Xem phim lãng mạn với bạn trai thì người ta thường hay nắm tay và hôn nhau thôi. Em thì sao? Em đó. À nắm tay hôn cho thôi. Dạ. Đấy là cũng đã yêu rồi mà. Đúng rồi, chứ với bạn trai. Không phải là mới hẹn hò đâu. Lựa chọn của Phương Linh là không tin Hoa hậu Khánh Vân. Và đây là sự lựa chọn. Không chính xác, không chính xác. Tại sao? Không lẽ bây giờ lại ba gạch nữa là xong à? 27% ngại ngùng chuyển kênh. Kỳ em nói là tắt cái con ngủ sớm đi. 28% là đánh đống lãng dù đang coi cảnh đó. Ủa? Ủa hôm nay đâu à? Sáng giờ em đi đâu thấy? Đang muốn nổ ông to. Vô duyên, cái đó vô duyên quá. Thì đó, mà đang coi vô duyên thì mà sao nhiều người chọn đấy. Thà là im lặng luôn đúng không? Đúng rồi, thà im lặng luôn. Và 31% là sẽ bàn luận về cảnh phim đó. Đẹp đôi của em hai dạng vậy đó. Ủa không ai nói thì ghê chưa hả? Hả? Không ai nói thì có ghê. Mình chị thôi đó chị. Hiểu số luôn á. Là em đó như. Và như vậy, ngay bây giờ Gia Linh sẽ có cơ hội trả lời một câu nữa tại vị trí Khánh Vân, nếu chính xác giành chiến thắng. Khánh Vân ơi. Trời lúc nãy nhờ chị mà em cũng thắng đó chị Vân. Khi cho con bú, sữa của thú mỏ vịt chảy ra từ đâu để nuôi con? Biết con thú này không? Dạ biết, em biết con thú này. Nó là một con vật rất đặc biệt nha. Dạ. Nó là con duy nhất đó. À, vậy chảy ra từ mỏ đó em. Em thú mỏ vịt mà. Anh chị nó cho con nó bú bằng cái mỏ đó. Con nào mà cho bú bằng cái mỏ? Có, chị nhớ là nó chảy ra từ lỗ chân lông hay sao? Dạ. Tại vì nếu như mà trong câu hỏi này thì nó không có cái tuyến tuyến bú ngay ngực của nó. Có bú nhưng mà nó không có núm bú. Nó không có ý em hiểu rồi, ý Khánh Vân nó là không có tiếng sữa ngay ngực của dạ, nó. Dạ không, nó vẫn có tiếng sữa, nó có sữa nhưng nó không có vú. Đó, nó kỳ có vú. Đó, nó là động vật có vú nhưng mà nó không có vú. Em hiểu rồi, nó là động vật có vú nhưng tiếng sữa không nằm ngay vú. Em nhớ là nó có nghĩa nó là nhũ. Dạ đúng rồi, nhưng mà nó có nhũ nhưng mà nó không có cái núm nhũ. Dạ đúng rồi. Nó không có tuyến nhũ đàng hoàng, cho nên nó không có cái núm, nên nó không có chỗ nào để ra hết. Và nó phải ra bằng cái lỗ chân lông của nó. Ê, trên da, trên nghĩa là nó sẽ nằm. Nói thôi. Tại vì em không biết. Để chị truyền đạt cho, em. Chị nói sẽ hợp với cái mặt chị hơn á. Cái mặt em nó khó nói những cái từ đó. Có nghĩa là nó sẽ ra những lỗ chân lông ở trên da đúng không? Và dạ, nó động lại ở đó, con nó lại đó, con nó liếm. Dạ đúng rồi, dạ. Thì nó sẽ chảy sữa ra. Rồi, lựa chọn cuối cùng là nó cho con bú qua qua da. Qua da. Say. Qua da. Qua da. Tin không ạ? Ừ, tin lên. Say. Đương nhiên là tin chứ. Vì sao tin? Tại vì cái con này em không biết, nên là giờ em nói em không tin đâu, đâu có căn cứ đâu. Nhưng mọi người phân tích em thấy hợp lý mà. Tin. Dạ. Đây là sự lựa chọn. Giỏi quá. Con mẹ không có đầu vú, sữa được tạo ra từ những tuyến lớn ở dưới da có cấu trúc giống như núm vú. Con non đè vào những nơi đó cho sữa chảy xuống lông bụng của mẹ và liếm mút sữa chảy ra. Sữa này có nhiều chất sắt, lượng sắt gấp nhiều lần trong sữa bò, gấp 60 lần. Như vậy Gia Linh là người chiến thắng, xin chúc mừng. Phương Linh dù không chiến thắng vẫn mang về phần thưởng của chương trình, đó là 6 triệu đồng. Còn Gia Linh ngay bây giờ cùng chúng tôi bước vào vòng đặc biệt. Vòng đặc biệt, Gia Linh, một câu hỏi duy nhất, một nghệ sĩ duy nhất, hãy chọn.
Em ơi, chọn chị đi. Em ơi, chọn chị. Hôm nay có ai chọn em? Chọn em, chọn chị. Chọn chị, em ơi. Em ơi. Nãy giờ em chọn anh Lâm hoài. À, bị kỳ quá thôi. Đừng chọn anh Lâm già, cho nên là em sẽ chọn chị Bu Can. Màu xanh. Sau này chúng ta không được trợ giúp. Dạ. Dạ. Bởi vì nghe là hiểu, nó là cái gì liền. Tên gọi vàng đen dùng để nói đến loại tài nguyên nào? Trời ơi, ơi. Trời ơi, giúp đi. Cái gì màu vậy? Đen à? Than thì mới màu đen thôi. Vàng đen, than đá. Than đá. Có mỏ than đá là coi như là giàu to. Dạ, tại vì than đá cũng là một cái tài nguyên rất là quý. Cho nên là mà kêu là vàng đen nữa thì em thấy chỉ có than đá thôi ạ. Theo như chị nghĩ là vậy nha Linh. Dạ, dạ. Còn chị đáp án thì chị không biết như thế nào, nhưng mà theo như chị nghĩ là than đá. Tin đi không ạ? Dạ, tin. Tin. Không có than đá là xăng nó lên hơi bị nhiều nên em nghĩ cái đó cũng hợp lý mà. Ôi là trời. Dầu mỏ. Tin. Ôi là trời. Ôi, dầu mỏ với than đá là khác khác giống nhau. Khác nhau. Khác với em. Cái đó, cái hình này em bao cái dầu mỏ mới là cái chế ra xăng đúng không? À, đúng rồi. Không, dầu mỏ là chế ra dầu thơm nó cứng. Nhỏ em tôi. Sao mà vô tri vậy đó? Vô tri hả? À đúng rồi, tại dầu mỏ cũng màu đen mà đúng không? Dạ. Thằng nhỏ này mới vô tri nè. Cái chế ra xăng là cái dầu mỏ. Chốt tùy em quyết định đó. Chị thì chị trả lời bạn là bạn đã chốt rồi. Đúng rồi, chị trả lời than đá, còn tùy em. À bà bạn đã chốt bằng à, mình đã chốt. Linh, than đá là sự lựa chọn. Không chính xác. Dầu mỏ mà. Vàng đen chính là dầu mỏ, một loại chất lỏng màu nâu, đen hay ngã sang lục. Thành phần chính của loại dầu này là các hydrocarbon lỏng, khí và rắn. Nếu thực hiện chưng cất theo từng phân đoạn tùy thuộc vào áp suất mà dầu thô, có thể tạo ra từng loại thành phẩm riêng. Nó tạo ra rất nhiều loại. Lúc nãy em bị nhầm cái là dù là than đá, em cứ tưởng than đá là nó ra xăng ấy, em quên mất tiêu. Than đá sao là xăng được, than đá là than đá chứ. Than đá là nó làm ra cái gì ta? Dầu á, dầu mỏ là tạo ra nhiều thứ, trong đó có xăng. Còn than đá nó không ra xăng mà nó ra bán nhà hàng nướng á. Than đá. Nó chơi thôi. Thôi không sao đâu em, không sao đâu em. Biết em trong vẫn đây mang về có giá trị tiền thưởng là 8 triệu đồng. Trong đây chỉ có 1 triệu đồng thì sao? Bây giờ nói chung là em nó không được rồi. Mời tất cả cùng mở xem 10 triệu đang ở đâu. Mời tất cả cùng mở xem 10 triệu đang ở đâu. Dạ. Yeah. Trời ơi chị Ca, chị đừng có cầm 10 triệu nha. Chị hy vọng nó không phải là 10 triệu. Ôi, có 1 triệu. Wow. Em đã bỏ lỡ hết rồi. Thật sự em thấy tiếc quá. Nói cho mình vẫn mang về được 8 triệu đồng. Oh. Và yeah, có một cuộc vui vậy là quá hạnh phúc rồi. Vỗ tay nồng nhiệt cho chúng ta. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình Chọn Ai Đây do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại.